Okay. Thì chúng ta làm như những gì chúng ta mô tả. Thì bài tập của chúng ta thì đầu tiên á là chúng ta sẽ có cái file, đồng ý không? Và trong phần demo này, demo thì chúng ta sẽ có hai động tác. Một là tôi đọc file XML, và cái thứ hai ha là tôi ghi file XML cho chúng ta. Nhưng trước mắt á, là tôi chỉ làm cái phần đọc file. Sau khi đọc file xong á, tôi sẽ output ở console trước. Sau đó chúng ta mới thực hiện làm cái động tác là sẽ ghi file, được chưa? Như vậy giờ đầu vào ha. Như vậy input của chúng ta này, thì tôi sẽ có một cái input chính là một cái file test.xml như tôi đã trình bày cho các bạn. Ví dụ như đây, chúng ta có file. Ví dụ ở đây cái bài toán của chúng ta là tính tổng. Mục tiêu của chúng ta là tính tổng hai số. Thì cái dòng này chính là dòng comment, được chưa? Và trong trường hợp này tôi hiểu là cái sum á là nút root. Phía dưới này chúng ta sẽ có cái hai nút con là param. Ví dụ đây giá trị là 1 và param giá trị đóng ha. Tương tự ở đây tôi sẽ có cái đố số thứ hai, và đây chính là sum. Đó, cái file chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ có cái thẻ root là sum, và bên trong thẻ root đó chúng ta có hai cái thẻ con là param nha. Param thứ nhất có giá trị là 1, param thứ hai có giá trị là 2. Và chương trình của chúng ta sẽ đọc cái file này và output ra được cái kết quả là 3, đúng không? Ok, đây chúng ta lưu cái file. Đây chúng ta lưu cái file ổ D. Đây là test.xml. Rồi, như vậy giờ chương trình bạc cái file đó thì chúng ta sẽ xây dựng ra một cái lớp ha, chứa cái hàm main để chúng ta đọc cái nội dung file này. New class. Ok, XML demo. Chúng ta có module 2 chapter. Chapter 4 phải không? Ok. Đấy. Chúng ta đang học bài số 5 chương 4. Ok. Just a moment. Thì ở đây chúng ta cứ theo quy trình ha. Ở đây người ta hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên á là chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là factory, document builder factory. Rồi từ document builder factory này chúng ta sẽ tạo ra builder ha. Ok, như vậy đầu tiên chúng ta gọi là document builder factory. Đây chính là factory ha. Bằng document builder factory chấm new instance. Rồi sau đó các bạn tạo ra cho tôi một cái builder là document builder. Đây chính là builder. Bằng factory new document builder. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tạo ra document. Và các bạn lưu ý về mặt thư viện á, thư viện thì những cái thư viện mà chúng ta sử dụng ở đây á, nó nằm ở hai cái thằng. Một là orgvk3c và cái thứ hai là javas.xml. Các bạn lưu ý thư viện ha. Ở đây chúng ta có thể có document có rất nhiều bucket khác nhau, nhưng ở đây chúng ta học ha là chúng ta đang sử dụng những cái thư viện của DOM. Và DOM này là do VK3C đề xuất ha. Do đó các bạn lưu ý cái bucket chúng ta import cho nó đúng.
Ở đây các bạn thấy bước đầu tiên của người ta là người ta đi import các cái thư viện có sẵn, đúng chưa? Nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy, mà chúng ta có thể sử dụng lớp nào thì khi đó chúng ta sẽ import vào lớp lớp đó. Và ở đây chúng ta document bằng, chúng ta lấy cái builder này, chúng ta tạo ra document, hay là chúng ta bạc. Ở đây trong trường hợp này chúng ta đọc file như vậy có nghĩa là cái file đã có rồi và nhiệm vụ của chúng ta là bạc. Còn khi nào cái file nó chưa có thì mình mới new ra document ha. Do đó ở đây chúng ta sẽ bạc cái file. Và ngay chỗ này chúng ta sẽ new ra một cái file và chúng ta đưa cái đường dẫn file của chúng ta vào. Và trong trường hợp cái file chúng ta vừa rồi chúng ta lưu ở ổ ổ D. Ổ D chính là test.xml. Đồng ý không? Ok. Như vậy ở đây chúng ta có này, d chấm hai chấm xẹt xẹt test xml. Ok, như vậy cái động tác này này là người ta đã load cái file và cái file đó đã được bạc chuyển thể vào cấu trúc là cấu trúc DOM ha. Ở đây nó có một số các cái liên quan đến xử lý ngoại ngoại lệ, thì chúng ta thích thì chúng ta xử lý, không chúng ta để true ha, true true có nghĩa là bất ngoại lệ thôi. Đó, như thế này. Rồi, như vậy thì ở đây cái đất của mình này này nó đã nắm được ha, lúc này chúng ta có thể nắm được cái cấu trúc cái root của nó là thằng này bằng cách chúng ta thực hiện các cái hàm kế tiếp. Đây, ví dụ như đây. Bước thứ ba. Bước thứ tư ha. Ví dụ để lấy cái phần tử gốc thì ở đây người ta nói là gì, chúng ta gọi cái hàm là get document element là nó đã trả về bản thân nó là cái gốc rồi. Nhưng các bạn lưu ý là nó đang đứng ở document nha, document, thì khi đó chúng ta get document element thì nó mới trả về phần tử root. Đây, chúng ta lấy phần tử root, lấy node root này, root thì chúng ta lấy document này, get get đất của mình element. Ok, thì kiểu dữ liệu trả về của nó là element ha, element. Chúng ta lưu ý là element này cũng phải là thuộc bucket là W3 và C. Ok, chúng ta có thể này system out ra root node chấm get node name để chúng ta thấy được trong trường hợp này nó chính là sum, đúng chưa? Có nghĩa là chúng ta đang đứng ở cái sum đó chính là root root name của nó, root path, root path của nó. Ok, bây giờ các bạn muốn diệt các cái thằng này, diệt các thằng này thì chúng ta có thể lấy cái root 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 node, chúng ta get children gì đó node, và cái children node này nó trả về chúng ta là một cái gọi là node list, có nghĩa là một danh sách các cái node. Ok, như vậy ở đây tôi cho nó là node list. Đó. Đây chính là danh sách các node parent ha. Ở đây chính là param list. Chúng ta có một danh sách các node. Và trong trường hợp này các bạn nhìn thấy là mình sẽ có hai hai phần tử. Như vậy mình muốn diệt tất cả các node này thì chúng ta sẽ cho cái dòng dòng lập diệt tất cả nhé, diệt tất cả. Như vậy ở đây tôi có cho một cái dòng lập for, và ở đây các bạn thấy là param này này, param này này các phần tử của nó là một cái nốt, đúng không? Có nhiều người thực hiện dòng for ngay chỗ này là y chạy từ param list chấm chấm len gì đó ha. Tuy nhiên chúng ta không cần thiết tại vì chúng ta diệt tất cả mà, diệt tất cả thì thông thường chúng ta sử dụng cấu trúc là for rich ha. Hôm nay dùng cấu trúc for
theo kiểu y chạy từ 0 tới lên trừ 1. Và ở đây các phần tử của nó có kiểu dữ liệu là kiểu kiểu nốt, do đó ngay chỗ này các bạn có thể định nghĩa một cái nốt. Đây, các bạn định nghĩa một cái nốt. À, và nốt này chính là 3 param. À, sorry, cái này có không? Không có đúng không? Như vậy các bạn diệt dòng for này không được đúng không? Đúng không? Do đó ngay chỗ này chúng ta phải làm cái động tác như thế này rồi ha. Y chạy từ 0 y dsd chạy từ 0 cho đến y ds nhỏ hơn param.length get len và ids cộng, và lúc này chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái nốt đến như là 3 param sẽ bằng, các bạn lấy cái paramic này các bạn get item đúng không, item như vậy item nó sẽ trả về chúng ta, đưa vào cái index này này thì nó sẽ trả chúng ta là từng cái nốt 3 param. Mục tiêu các bạn là đi tính tổng như vậy, ở đây các bạn muốn lấy là lấy về cái giá trị 1 và giá trị là giá trị 2, đồng ý không? Do đó để lấy về cái giá trị này thì chúng ta gọi hàm gọi là get, cái đó người ta gọi là test đúng không, và đó chính là cái giá trị của cái nốt 3 param. Và trong trường hợp này các bạn muốn lấy nó thì chúng ta lấy cái nốt này 3 param này này, chúng ta get, lúc này là get value, get node value đúng không, node value chính là thằng này, nó sẽ trả về chúng ta chính là cái giá trị, đồng ý không, ok không, ok rồi. À, đây value, và chúng ta có thể làm cái động tác ở đây chúng ta diệt này, thì chúng ta muốn lưu là cái giá trị hoặc là chúng ta tính tổng thì ngay chỗ này trước khi diệt tôi sẽ tạo ra một cái biến là sum được không, hay là total bằng không, sau đó tôi làm cái động tác là total này sẽ cộng bằng, và ở đây khi chúng ta param get node value thì cái hàm này nè nó sẽ trả về chúng ta kiểu dữ liệu là kiểu string, do đó ngay chỗ này các bạn phải ép kiểu nó về kiểu integer gì đó bật in đó, chúng ta bỏ vào đây get node value. Như vậy khi mà nó chạy cái này xong thì chúng ta sẽ ra được cái tổng, chạy hết dòng lập này này chúng ta được cái tổng, ok system out ra total bằng, ok chúng ta chạy ha, coi thử nó phải đúng như vậy hay không, ok thì nó sẽ báo lỗi. Như vậy lỗi nó bị vấn đề gì? Number format exception có nghĩa là cái chỗ này nó bản thân nó bị lỗi ở cái chỗ, ở chỗ này. Như vậy ngay chỗ này chúng ta kiểm tra lại cái hàm get node value của chúng ta. Get node value của chúng ta. Ok, thì ở đây kiểm tra lại ha. Param kiểm tra get. Ok, chúng ta kiểm tra coi thử có những cái giá trị nào. Có những cái hàm nào. Get text content không? Ok, làm một cách rất là bình thường thôi, không có gì hết. Tôi system out ra param chấm get node name. Chúng ta coi thử ở đây có phải là get param hay không, đồng ý không, chắc gì là đúng param à, chắc gì là phải param. Khi chúng ta get child node này này, nó sẽ trả về cho chúng ta kích thước trong trường hợp này
không phải là bằng bằng 2. Theo ý tưởng các bạn là ngay chỗ này là bạn 3 gram lít đúng không? Chấm get len. Có nghĩa là chúng ta đang lấy về các nốt con của sum nốt đúng không? Các bạn đồng ý không? Sum nốt là chúng ta đang đứng ở đây này. Đúng chưa? Thì bản thân ngay chỗ này này, khi chúng ta get về thì ngay chỗ này cũng là một cái nốt. Thấy kịp không? Cái đoạn mà tôi comment, tôi đang pull á, cái đó là một cái nốt, được chưa? Cái này là một nốt, như vậy là 2. Thấy kịp không? Cái này và cái này là 3. Cái này là 4. Cái này là 5. Đúng không? Là 5. Tôi tính như vậy. Đây tôi system out ra cho các bạn. Do đó dòng for này tôi thực hiện dòng lặp ha. System out. Chúng ta lấy cái param list này nè, chúng ta get len. Ok, chúng ta chạy. Ra kết quả là 5. Như vậy các bạn lưu ý là cái get node value next get node list đó, nó sẽ trả về cho mình, ha. Trong trường hợp này nó sẽ tính các cái khoản nào luôn ha, các khoản này luôn, lưu ý ha. Đây là một cái node và đây là một node, được chưa? Như vậy khi mà chúng ta duyệt cái dòng lọc đó, chúng ta phải lưu ý là mình phải chọn ra cái node nào nó có cái node name là param thì chúng ta mới gọi node về value. Hiểu ý không? Ok, như vậy ở đây, đây là cấu trúc của nó mà. Như vậy ngay chỗ này các bạn duyệt cho tôi. Đó. Các bạn duyệt cho tôi là kiểm tra if param này này chấm get node name. Get node name. Eco với param, với param ở đây thì chúng ta mới làm cái động tác là total cộng integer bạc in và các bạn lấy cái param này, get node value. À, thì trong trường hợp này chúng ta mới ra kết quả là bằng 3. Bị lỗi nữa. Eco param get node name. Đúng không? À, chỗ nào rồi? Cái này param get node name. Test param. Test param. Param get như vậy là get node value này, string get node value, value như sai đúng không? Ok, chúng ta get node value bằng null. Như vậy là cái chỗ này là không được hiểu là test ha. Test là anh em ở chỗ này này ha. Như vậy ở đây hiểu là body content, như vậy ngay chỗ này là get test content thì phải. Get test content, ok.
Ok, như vậy đây chính xác là get text content. Như vậy chúng ta bỏ vào đây là get text content. Chung là các bạn phải hiểu được cái API của nó ha, chứ không có gì hết. Đó, như vậy chúng ta sẽ ra được kết quả là 3. Được chưa? Ở đây các bạn thấy là mình đang thực hiện một cái dòng lập này. Tuy nhiên các bạn có thể làm cách khác, không nhất thiết là phải làm theo cách này. Khi mình đã có được cái đốc của mình này rồi, nhiệm vụ các bạn là các bạn muốn tính tổng thằng này đúng không? Thì chúng ta cũng có thể làm cách rất đơn giản là chúng ta gọi hàm khác. Ví dụ ở đây tôi không cần quan tâm nút rút nó gì hết. Ở chỗ này tôi không cần quan tâm, tôi comment này là hết, tôi để lại cái tụ tụ tôi ha. Tôi có làm cái động tác như thế này, tôi lấy là cái document này này, tôi gọi hàm get element by name, by task name là param. Trong trường hợp này get element param nó trả về chúng ta là một cái nốt nó leak đúng không? Như vậy ngay chỗ này tôi chỉ cần tạo ra chúng ta một cái nốt leak ở đây. Và chúng ta sẽ làm cái động tác đi thực hiện dòng dòng for dòng for cho nó chạy từ thằng này đến thằng này. Và chúng ta sẽ ra được kết quả ha, kết quả. Ở đây chúng ta cũng chả cần phải ép kiểu đâu. Đây, chúng ta chạy ra kết quả với cách làm này đơn giản hơn rất nhiều. Tại vì cái bản thân đốc của mình này các bạn hiểu nó rất đơn giản, nó chỉ có là hai cái thẻ thôi, là thẻ sum và thẻ param. Như vậy thì nếu như mà tôi làm động tác mà đốc của mình get element by task name á, thì nó sẽ trả về mình một cái danh sách nốt nó click, và trong trường hợp nó chỉ trả về hai thằng này thôi. Còn ở đây nó không có trả về giống như là root mà get node children gì đó thì nó trả về các bạn ngay chỗ này. Cái này là test, các bạn hiểu kịp là hiểu lại nha. Các bạn xác định lại như thế này nè. Ví dụ như là thằng này là sum thì cái này được gọi là body. Hay là người ta gọi là nốt con á, được chưa? Còn cái thằng này đây là test này. Thì cái test này cũng được gọi là một cái nốt và cũng là nốt con ha. Rồi thằng này này, giữa hai thằng này có một cái thằng này thì cái này cũng gọi là con, và thằng này xuống thằng này cũng là được gọi là con, được chưa? Như vậy giờ giả sử như ngay chỗ này mà sum body á, có nghĩa là cái body của cái thẻ của cái nốt sum này này, thì nếu chúng ta lấy về test content gì đó thì ngay chỗ này nó sẽ báo lại là null, chúng ta không có cái đó, ok không? Chúng ta sẽ không có cái đó. Nhưng mà đối với thằng param này thì get text content á thì chính là cái giá trị ở đây ha. Thì cái này thực ra là nó không có quá khó, chúng ta chỉ cần lưu ý là chúng ta nắm bắt được các cái hàm người ta định nghĩa JavaDoc nó là cái gì thì chúng ta có thể sử dụng nó được, ok không? Đó là cái cách chúng ta đọc được một cái file. Bây giờ các bạn muốn ghi file đúng không? Các bạn muốn ghi file thì chúng ta có thể làm tương tự như vậy. Ở đây chúng ta có doc của mình về directory rồi đúng không? Bây giờ giả sử như tôi có một cái ghi file và tôi ghi vào cái file khác thì ngay chỗ này. Ở chỗ này chúng ta có total rồi. Bây giờ tôi muốn ghi file thì ngay chỗ này tôi sẽ tạo ra một doc của mình khác. Doc của mình, cái này doc của mình 2 bằng file này là file mới hoàn toàn. Do đó ngay chỗ này tôi lấy đắp của mình này này. Sorry, tôi lấy builder. Builder ha, chúng ta new đắp của mình. Rồi sau đó các bạn lấy đắp của mình này, các bạn sẽ tạo ra cho tôi các cái nút rút. Như vậy ngay chỗ này đắp của mình chấm create element. Create element có nghĩa là chúng ta đang tạo ra nút nút root. Nút root đúng không? Kịp không? Ok. Như vậy nút root của chúng ta là
là sum. Đồng ý chưa? Ok không? Rồi. Như vậy nó đang là node root này. Và trong node root này giả sử như bạn tạo ra một cái file giống như vậy là gì? Là sum, rồi sau đó là mình có bên trong này là result. Kết quả này là 3 đúng không? Chúng ta đưa vào và cái này là result. Và chúng ta đóng lại ngay chỗ này. Thì ngay chỗ này chúng ta sẽ tạo thêm một cái node nữa là doc của mình. Cái này chúng ta có là đây là node root này. Root bằng là chính là cho nó là node sum, sum node đi. Đó. Và chúng ta tạo ra một cái node thứ hai đó chính là node result. Nó bằng cái đốc của mình hai này create element node này là node result. Và thằng này này các bạn lấy cái đốc của mình này chúng ta pen là set root node. Có root node không? Không có đúng không? Nhưng mà chúng ta ở bên vào ha. Ở bên cái này là sum node trước. Đó chính là root ha. Rồi sau đó các bạn lưu ý là cái sum node này này nó sẽ ở bên result node. Các bạn hiểu kịp cái này không? Có nghĩa là ở đây này mình đang đứng ở tài liệu là doc của mình, doc của mình, và mình add cái phần tử đầu tiên thì lúc này phần tử đầu tiên này đóng vai trò là root node. Rồi các phần tử con là nó phải append vào cái root node đó, chứ phải append vào cái doc của mình này. Các bạn hiểu kịp không? Và chúng ta phân cấp mà thì cái động tác tạo ra node á thì các bạn phải lấy cái doc của mình này các bạn tạo ra. Nhưng mà để đóng vai trò là nút con hay là nút root thì nó tùy theo cấp. Ví dụ như đang root thì các bạn là phải lấy cái doc của mình này bằng append. Đúng chưa? Chứ nếu như các bạn lấy doc của mình mà bằng append cái result node này thì result node này đóng vai trò là root rồi. Trong khi cái result đó nó phải thuộc thuộc vào cái thằng sum node. Do đó các bạn lấy sum node chấm append. Tuy nhiên ở đây các bạn chưa đầy đủ, các bạn phải add giá trị cho nó đúng không? Thì ngay chỗ này các bạn lấy cái result node này này. Bạn set test content đúng không? Và mình đưa vào đây chính là tu tu tù. Đồng ý không? Ok. Và ở đây các bạn lưu ý là tu này đang là kiểu xuống nghiêng. Thì lúc này mình phải ép sang kiểu string. Đúng không? Do đó ngay chỗ này chúng ta có thể sử dụng là string chấm value. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo được hai cái nốt. Tuy nhiên cái này mắc tạo ra là tạo ra ở cái doc của mình này. Chúng ta chưa có định nghĩa cái file để chúng ta ghi ghi vào. Để ghi vào một cái file nào đó thì ở đây chúng ta phải chuyển cái doc của mình đó đó về về file. Thì ở cái bước cuối cùng của cái ghi file này này, người ta có giới thiệu chúng ta một số các cái thông tin, ví dụ như là ở đây là transform. Cái nhiệm vụ của transform này nó chỉ sẽ chuyển thể chúng ta ha, nó sẽ chuyển cái DOM đó về cái file. Tuy nhiên trong cái slide này này nó giới thiệu chúng ta chưa có đầy đủ, các bạn lưu ý ha, nó giới thiệu chúng ta chưa đầy đủ. Các bạn có nhìn thấy cái chỗ này cái file nào để chúng ta ghi vào không? Không. Và nó thiếu một cái đoạn là chúng ta phải copy cái DOM đó đó vào cái file, và thiếu cái đoạn là chúng ta định nghĩa file. Thấy kịp không? Đây, chúng ta có thể lên mạng chúng ta search một cái và giới thiệu chúng ta ví dụ như là Java DOM file đó. Ok. Đây. Người ta có giới thiệu chúng ta cách làm. Đây. Chain này, factory này, chain factory new ra
rồi sau đó transfer new instance. Rồi ngay đó chúng ta có cái file, đây chính là cái DOM của chúng ta, và chúng ta có cái luồng ghi vào cái file stream result, đúng chưa? Rồi sau đó các bạn lấy cái transform này này, transform suột sang cái result đó. Như vậy chúng ta cần là cần cái đoạn này đó. Chúng ta bỏ vào đây thì nó sẽ ghi được chúng ta cái file đấy. Transfer ha. Đó, chúng ta có Java transfer. Rồi cái này chính là cái DOM mà chúng ta đang giữ này. Cái này là đối tượng DOM, chính là document 2. Kịp chỗ này không? Đó. Rồi stream result là cái luồng là chúng ta ghi vào. Và cái file của chúng ta, đây các bạn có thể ghi là output.txt. Ổ này là ổ OD. Đây liên quan đến xử lý jacket thôi. Đó. Và lúc này người ta transform suột sang result. Đó, sau khi mà nó transform như vậy, nó chuyển cái thằng này vậy, đoạn này là coi như chúng ta đã ghi được cái file vào cho nó. Ok không? Bạn hiểu kịp không? Ở trong cái slide này nó hướng dẫn chúng ta đến cái đối tượng là transformer, nhưng mà transformer này mới tạo ra thôi, còn ghi file như thế nào chúng ta chưa có thấy. Thì đây chính là cái symbol để chúng ta hiểu về cái cách mà chúng ta ghi file. Đây chúng ta chạy lên stem out là write finish. Ok à, như vậy write finish xong, các bạn vào cái ổ D kiểm tra có cái nào output không. Chúng ta dùng chương trình edit nộp cái cộng cộng việc ra ra XML sum result như thế này. Đây có phải là cấu trúc XML chưa? Không có gì sai cả, nó nằm đây một dòng kệ đó, không sao hết. Ok không? Đó là cách chúng ta ghi file.